Xin chào, chúng mình là Figame và chúc mừng năm mới. Ok, đây là video đầu tiên trong năm mới và cũng là để trả lời cho những câu hỏi mà các bạn đã đặt ra cho chúng mình. Nhờ đã hứa là chúng mình sẽ trả lời cho một năm khởi đầu mới. Vậy nên đây là video Q&A dành cho Figame. Chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi dành cho các thành viên và mình đã có lọc qua một chút rồi, nên có thể sẽ có nhiều câu hỏi của các bạn sẽ không xuất hiện trong video này. Nhưng đừng lo, chúng mình sẽ trả lời sau. Maybe. Ok, bye bye. Sao bye bye nhỉ? Ok, bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu từ người lớn tuổi nhất. Anh Trường. Anh à? Đúng rồi. Hello, anh là Trường. Anh sinh năm 93. Chắc là người lớn tuổi nhất trong team Fae Game. Chắc cũng là người làm lâu nhất. Sở thích là chơi game. Trong năm vừa rồi chắc chơi game fighting nhiều nhất. Sở ghét thì không có sở ghét gì. Xin chào các bạn, thì đã biết mình qua rất nhiều video rồi, mình là Vô Lý và mình chuẩn bị bước sang tuổi 27. Sở thích thì nhiều lắm, nhưng mà nói chung là về sở thích game thì mình thích chơi những cái game giải đố, game adventure và những cái game cần một sự thông minh ấy. Không phải là cái việc đánh đấm tay chân gì cả. Chào các bạn, mình là Hải. Bút danh là Hải Stark, chắc ở đây nhiều bạn biết rồi. Thì mình sinh năm 98, thì làm ở đây chắc là gần bằng anh Trường nhỉ. Kém có mấy ngày thôi. Sở thích thì nói về sở thích game thì gần như cái thể loại gì mình cũng chơi, trừ game thể thao ra không chơi mấy thôi. Xin chào các bạn, mình là Mi. Các bạn có thể đã từng nghe giọng mình ở những video gần đây của Fae Game, thì mình mới vào Fae Game từ tháng 9 năm ngoái thôi. Mình sinh năm 98, hiện đang là 21 tuổi. Sở thích của mình thì chơi game. Dĩ nhiên mình hay chơi những game, ví dụ như là game MOBA hoặc mấy game indie đậm tính kể chuyện một chút. Sở ghét thì mình ghét nhất là phim game kinh dị. Xin chào các bạn, mình là Sơn, là thành viên mới vào Fae Game cách đây khoảng 3-4 tháng thôi. Thì mình là content writer và mình cũng sinh bằng tuổi với các bạn này, là mình sinh năm 98, mình năm nay 22 tuổi. Sở thích của mình cũng là game MOBA, nhưng mà mình còn hay chơi game giải đấu nữa. Xin chào mọi người, mình là Phong, sinh năm 99. Mình là editor của Fae Game và chắc là chỉ chơi game MOBA thôi, chứ không chơi mấy game. Thì thường chơi mấy game multiplayer hơn là chơi game single player. Xin chào mọi người, mình là Quân. Mình là, tính theo thời gian thì mình là thành viên thứ 4 của Fae Game, sau 3 người là anh Trường, anh Hải và anh Luân. Mình làm ở đây thì cũng được khoảng 1 năm. Về vai trò của mình ở trong team thì mình là người tự edit những video của mình, tự viết và tự thu âm. Các bạn có thể biết mình qua một số video như là cái series về các con tướng ở trong Liên Minh, hay là Fae Esports, hay là Diablo, hay là siêu tóm tắt Mortal Kombat. Sở thích của mình là chơi game online là chính, bởi vì mình có tính cạnh tranh cao. Mình không thích chơi mấy game offline lắm, bởi vì không có thứ nào để mình giết cả. Để trả lời cho câu hỏi của các bạn là Fae Game có bao nhiêu thành viên thì ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cộng với cả 2, 3, 3 thành viên đang ngại giới thiệu cũng như ngại trả lời câu hỏi, thì chúng mình có 10 thành viên. Nếu mà tính từ hồi vừa mới ra Tết năm ngoái thì lúc đấy bọn mình mới chỉ khoảng có 30-35 nghìn sub thôi. Và cho đến thời điểm hiện tại thì nó đã là con số là 227 gì đó. Nói chung là cũng là một con số có thể nói là nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Không nghĩ là có một lúc nào đấy trong đời mình lại có một cái kênh YouTube. Không phải mình có, mà là mình là một thành viên trong một cái kênh YouTube mà nó đạt được một cái lượng, số lượng người theo dõi nó nhiều đến như vậy. Nhiều so với cái mình mong đợi. Đấy, còn ban đầu tăng số lượng thành viên, đúng không? Mỗi người đầu đấy, đầu chỉ có 3 người thôi, em, anh với anh Luân. Xong bây giờ có người này ông ngồi đây. Đúng rồi, lúc ra Tết thì mới chỉ có là mình, Hải, Luân, một thành viên khác hiện giờ đã nghỉ là Minh HD. Thì tính đến bây giờ thì mình cũng đã là gần hơn chục thành viên rồi. Cũng làm con số phải hơn là gấp đôi rồi. Chúng đấy cũng là một cái thành tựu. Còn một thành tựu nữa đấy là trong năm vừa rồi mình gia nhập và mình đã được
chiếm quyền quản lý Phê Game. Mục tiêu hiện tại đặt ra và cũng rất nhiều các bạn khán giả của Phê Game đã biết, đấy chính là vượt mặt Phê Phim, nhuộm vàng Phê Phim. Mục tiêu mà gọi là hơi xa xôi hơn một tí thì ra mình cũng là một người nó hơi có một trí tưởng tượng nó hơi bay xa một tí, nên là mình nghĩ là mình muốn Phê Game sẽ là một nơi, à không phải một nơi, quên mất, sẽ là một tổ chức có thể được tham dự vào những cái sự kiện lớn của thế giới, chẳng hạn như E3 này, hoặc là Sony Show này, hoặc là mấy cái gì nhỉ, CES này. Đấy, thì đấy là mục tiêu, cũng là mục tiêu. Phê Game có thể đạt được cái con số sắp này, cho nên chúng ta không thể nói trước được điều gì, đúng không? Rồi. Đấy, nói chung là hãy cổ vũ cho Phê Game để chúng ta, để chúng mình, nói chung là chúng mình được đi thì các bạn cũng sẽ được xem livestream mà. Hãy cổ vũ cho Phê Game để chúng mình có thể được đi tham dự những sự kiện tầm cỡ quốc tế. Về 7 ngày chơi game thì trước khi làm ở Phê Game mình cũng có chơi với mấy admin bên đấy. Nói chung là cũng khá là thân, nhưng mà về cái chuyện hợp tác thì tạm thời thì bọn mình chưa nghĩ đến. Có thể trong tương lai, nhưng mà tạm thời lúc này thì chưa nghĩ đến, cũng chưa có dự định. God of War 4 là Sekiro, đấy là Overwatch. Để mình nhìn lại GTA 5, Bioshock Infinite, Hellblade, Horizon Zero Dawn, với một game nữa giống như Phong, đấy là Liên Minh Huyền Thoại. Đầu tiên chắc chắn là Bloodborne rồi. Thứ hai thì là God of War 2018. Và cuối cùng là một cái game indie mà mình cực kỳ thích ở Lucky, cái chuyện đó là What Remains of Edith Finch mà Phê Game đã từng làm video giải thích đấy. Tựa game online mà mình thích nhất thì chắc chắn là Dota 2 rồi, Portal 2. Và game thứ ba mà mình thích trong thập kỷ này thì có thể là sẽ không nhiều người đánh giá cao game đấy đâu, đấy là Darksiders 2. Chắc là anh sẽ chọn Red Dead Redemption 2 đầu tiên. Nó là một trong những cái tựa game mà hiếm hoi mà làm anh phải rơi nước mắt. Game thứ hai là một trong những cái game mà mình chơi nhiều nhất trong 2 năm vừa qua, đấy là Monster Hunter World. Còn một game nữa, chắc anh cũng giống Hải, anh cũng sẽ chọn Bloodborne. Tựa game đầu tiên đấy là một tựa game indie, Undertale. Thứ hai, Warframe. Tựa game thứ 3, Bayonetta 2. Và kênh Phê Game Live cũng như Phê Game mà bọn mình khi stream là nhằm mục tiêu là để tiếp cận với các bạn khán giả này, để gần gũi hơn này, chia sẻ những câu chuyện vớ vẩn này, rồi thậm chí là nói những cái điều ngu ngốc dở hơi. Nó không phải là một cái chỗ để bọn mình gọi là kiếm tiền, hay là một cái chỗ gọi là công việc thường nhật. Thì đó là cái mục tiêu cũng bọn mình vẫn sẽ giữ nguyên trong năm 2020, đó là stream vì sự vui vẻ thay vì stream hàng ngày. Câu chuyện của anh thì nó là một câu chuyện hoàn toàn tình cờ luôn. Thì nó là quay về từ hồi tháng 9 năm 2018. Thì lúc đấy anh vừa nghỉ việc công ty cũ xong thì kiểu đang không biết làm gì. Thế là có một anh bạn chơi cùng với mình. Thì là anh ấy phụ trách tổ chức cái sự kiện Sony Show 2018 ấy. Thế là anh ấy nhờ mình đến cái show đấy và chơi demo game Marvel Spider-Man. Thì cái dịp đấy cũng là cái dịp mà lần đầu tiên mình được gặp Spider-Man. Đang nghĩ đến Spider-Man. Nhưng mà lần đầu tiên mình được gặp Samurai ngoài đời. Đấy, thì sau cái sự kiện đấy thì mình mới có cơ hội được ngồi cà phê cùng với Samurai. Thì lúc đấy là mình có hỏi em ấy là bọn em đã tham gia sự kiện này rồi thì tại sao không làm Phê Game đi. Mình chỉ gợi ý thôi, chứ mình chưa bao giờ có ý định sẽ tham gia. Đấy, thế là sau đó mấy hôm thì trước đấy thì bọn mình có add Facebook của nhau rồi. Sau đó khoảng 2-3 hôm thì Samurai inbox Facebook mình, bảo là anh ơi đến quẩy với bọn em, muốn làm Phê Game. Thế là mình cũng đồng ý, tại vì lúc đấy mình vừa mới nghỉ việc mà chưa biết phải làm gì tiếp. Thế là mình đồng ý và lên. Thì sau một buổi ngồi ăn phở với nhau, mình lên văn phòng của Phê Phim, lúc đấy vẫn đang ở nhà riêng của Giang. Thế là ngồi nói chuyện với Đạt, với Vũ. Và sau đó mấy ngày thì có Hải, cũng là một người mà kiểu
bọn anh đã nhắm từ trước ấy. Kiểu đã muốn có em trong team từ trước rồi. Đấy. Cái này bây giờ thế là lúc đấy là có một cái ngồi trong một cái phòng bốn người nói chuyện với nhau và kiểu muốn Fake Game trở thành cái gì. Thì lúc đấy mình cũng muốn nói là muốn Fake Game trở thành một IGN của Việt Nam. Đấy, thì đấy là cái khởi đầu của bọn mình. Đấy, còn sau đó câu chuyện tiếp theo để Hải kể đi. Mình là thành viên thứ hai của Fake Game, là vào sau anh Trường một tháng gì đấy. Thì cũng là qua Đạt Samurai thôi. Thì mình với Đạt là có quen nhau nhưng mà kiểu không phải quen nhau ngoài đời, mà chỉ là quen trên mạng thôi, trên qua một cái web viết blog là Spider Room. Thì trước đấy mình cũng viết nhiều về game mà, thì thỉnh thoảng cũng thấy ông này ông nhảy vào comment bài mình. Đấy, cũng comment kiểu ôi bạn viết hay thế, các thứ upvote bài điên đảo luôn. Đấy. Xong rồi cũng về add Facebook nhau, xong rồi nói chuyện kiểu một lần. Thì đợt đấy là đợt tầm tháng 10 năm 2018 thì mình có đi apply sự kiện của Spy Room thì cũng gặp Đạt lần đầu tiên. Thì hôm đấy đã giờ kiểu dừng mọi người nói chuyện vui vẻ kiểu tự do ấy, Đạt đến chỗ mình hỏi một câu luôn thẳng thừng là em ơi bọn anh sắp làm Fake Game, em muốn tham gia không? Kiểu quả đấy mình hơi giật mình, tại vì mình không biết là ở mình với ông này thân đến mức mà ông này gọi mình vào làm cùng ấy. Nhưng mà ok, sau khi suy nghĩ thì mình đồng ý. Thì hôm sau đấy là lên chỗ văn phòng phim, chỗ nhà anh Giang, thì sau đấy là gặp anh Trường, cũng gặp lần đầu tiên. Xong gặp nói chuyện với Đạt, với Vũ thì bắt đầu định hướng ban đầu cho Fake Game, thì bắt đầu làm. Đến bây giờ là được gần 5 rưỡi rồi. Thì mình thì vì là mình một trong những thành viên đầu tiên mà, nên là chứng kiến nó Fake Game phát triển như này rất là vui. Thế nhiều thành viên mới, rất là muốn sau này Fake Game tiếp tục phát triển nhiều hơn nữa. Ok, do Luân đang ngại không muốn lên hình nên thôi mình sẽ thay mặt Luân kể câu chuyện đến với Fake Game của một trong những editor đầu tiên của kênh. Thì cái khoảng thời gian mà lúc mà mình với Hải mới join ấy, thì bọn mình chỉ là content creator thôi, bọn mình không có khả năng edit video. Thì lúc đấy là hầu như là tất cả các video đều phải nhờ editor của Fake Phim là Nhân với cả Vũ làm giúp. Thì sau đấy là do hai người cũng kiểu bị overloaded khá nhiều ấy, thế là Fake Game mới cần một editor mới. Thì lúc đấy là do một cái cơ duyên nào đó với Fake Phim mà bọn mình có quen Huy Anh, là một bạn ở bên kênh W2W, là một kênh chuyên về cartoon. Đấy, thì Luân lúc đấy là đang là editor chính của kênh đấy, nhưng mà cũng có ý định làm về game. Thì lúc đấy là hai bạn có làm một cái kênh riêng là kênh Game On, nhưng mà sau đó thì đã bị Fake Game thâu tóm. Và cuối cùng thì Luân đã trở thành editor chính của Fake Game từ đó đến giờ. Đấy, thì Luân thực ra mặc dù là làm editor nhưng mà cũng muốn làm content và cũng đã từng tự viết, tự thu âm và tự edit một số video. Trong đấy là có Tomb Raider và Outlast 2. Video mà thổi nến ấy. Video thổi nến. Để link ở trên này nhá. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Fake Game. Mình là Luân. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành để giải đáp các thắc mắc đằng sau cái tên Outlast 2. Đấy, thì sau đó là nói chung là cũng thời gian đầu mà mình nhìn Luân edit là mình cũng chỉ muốn chửi vào mặt. Thực sự. Nhưng mà chứng kiến một khoảng thời gian dài từ đó đến giờ thì thấy được cái sự phát triển trong kỹ năng edit của Luân thì mình cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Ấm lòng. Yên tâm phần nào. Bây giờ không phải chửi nhiều như trước nữa. Ngày xưa là cứ phải lôi ra là chửi từng cái lỗi một. Lỗi dính frame, rồi lỗi lower third bay lung tung các thứ. Nói chung là cái gì cũng phải chửi. Bây giờ thì cũng đỡ rồi. Đấy. Nói chung đấy là câu chuyện của editor đầu tiên của Fake Game. Đúng rồi, từ khi lấy vợ. Anh không biết là có phải do ấy không, nhưng mà nói chung là hiệu quả trong công việc là được. Đấy, thôi câu chuyện tiếp theo, thành viên thứ tư của Fake Game đi. Bây giờ mình sẽ kể câu chuyện của hai người là thành viên thứ tư và thành viên thứ năm. Về cơ bản là cả hai thành viên này đều là thành viên bất đắc dĩ. Tức là câu chuyện là như này. Trước đó là mình với Phong là đã có quen nhau và bọn mình đều sinh năm 99, chơi chung với nhau một thời gian khá là lâu. Thì cả hai bọn mình đều theo dõi Fake Phim vào thời điểm đấy. Thì lúc đó là trên Fake Phim là có đăng bài tuyển dụng
vị trí editor. Thế là lúc đấy Phong thì không biết edit gì cả nên là đã không ứng tuyển. Còn mình lúc đấy thì biết edit, nhưng mà thế là khi mà mình ứng tuyển vào thì một thời gian sau đấy thì mình cũng đã được lên phỏng vấn các thứ. Nhưng mà cuối cùng thay vì làm editor cho phê phim thì mình đã chuyển sang một cái định hướng là mình làm nhiều một người đa năng tại phê game. Mình cũng không biết tại sao lại như thế, trong khi ngay buổi đầu tiên mà mình lên để phỏng vấn thì đã định hướng cho mình là sang phê game rồi. Có thể là tại Facebook của mình hay đăng về game hay gì đấy. Thì đấy là câu chuyện của mình khi mà mình, tức là xuất phát điểm là mình muốn vào và mình làm việc cho phê phim, nhưng cuối cùng mình lại thành ra là một thành viên của phê game. Ngoài ra thì còn thành viên thứ 5 nữa. Đó, tức là thành viên thứ 5 là Phong. Tức là tua nhanh một chút, vài tháng sau khi mình vào phê game thì có một cái phê mà có thể mà bạn đã không biết. Đấy là phê bóng đá. Nó đúng, nó là một thứ đã từng tồn tại. Đúng, nó là một thứ đã từng tồn tại. Và thời gian đấy thì vị trí đó thì cần một editor. Và lúc đấy thì phê bóng đá đang tuyển cần một bạn editor. Thì mình nghĩ là bởi vì Phong, mình cũng biết là Phong học về thiết kế đồ họa, nên mình nghĩ là cái việc học edit thì cũng không có gì là quá khó đối với Phong. Và Phong cũng có vẻ là một người rất là thích cái môi trường của phê phim nói chung. Thì đấy là mình giới thiệu Phong vào. Và cuối cùng thì Phong cũng đã được làm một thành viên của phê bóng đá. Nhưng lại tua nhanh một khoảng thời gian rất là ngắn là sau đấy. Thì sau một khoảng thời gian mà những cái video của phê bóng đá thực sự là mình xem là nó rất là chất lượng và đôi khi cũng có những cái view rất là ok. Nhưng mà bởi nhiều những yếu tố ngoại cảnh và nhiều thứ linh tinh thế nên là cái kênh đấy nó đã bay rồi. Thế thì câu chuyện là những cái thành viên đấy sẽ đi về đâu? Đa số tất cả những thành viên đã không đi về đâu cả, vì chỉ còn một thành viên duy nhất còn lại, và đấy là Phong. Bởi vì suy cho cùng thì edit thì ở đâu cũng có đất dụng võ cả. Đó, thì cuối cùng là Phong đã bị trôi giạt về phê game. Vì lúc đấy là phê game đang ở trong đà phát triển và bắt đầu muốn làm nhiều video hơn thì cần thêm editor. Bởi vì một mình anh Luân, anh hay là mình tự edit video của mình rồi, còn một mình anh Luân không thể edit khoảng 4-5 cái một tuần được, thì cần thêm một người nữa. Thì đấy là Phong, đấy là câu chuyện của hai người 99. Đều là những người vào vì một cái phê khác nhưng mà kết thúc ở một cái phê game. Người chắc là tiếp theo vào là mình. Mình vào từ giữa tháng 6 của năm 2019, tức là đến nay khoảng hơn nửa năm. Và câu chuyện của mình thì nó cũng là một cái câu chuyện gì đấy nó hơi dở hơi một tí. Bởi vì mình vào phê game thì thực sự là mình không qua một cái con đường tiểu ngạch nào cả. Mình vào con đường chính thống, đấy là đăng ký tuyển. Mỗi tội là cái đợt đấy thì trên Facebook thì mình nhìn thấy thông tin là đăng ký tuyển ở vị trí ở Voice Talent. Ok, tại trước đây thì mình cũng có kinh nghiệm làm ở Voice rồi thì mình cũng đăng ký thôi. Không hiểu sao vừa vào mà... Ừ thì ở Voice, xong rồi gặp Vũ, được Vũ và anh Trường phỏng vấn. Sau khi nói chuyện một hồi, hỏi là em có làm được full time không? What? Tại sao Voice ngồi đọc mà lại full time? Thế là một thời gian sau, ừ ok làm full time, mình được giao đấy là làm content. What? Em vẫn chưa hiểu lắm. Ok, thì làm content thôi. Sau độ khoảng 3 tháng vừa làm content vừa làm voice thì một ngày đẹp trời, Vũ hỏi các anh em là thôi bây giờ để phê game thì cần một người quản lý thôi, cho vô lý làm quản lý nhé. Thế là mình lên quản lý. Tức là câu chuyện của mình là tuyển vào từ một vị trí gọi là phụ trong đội ngũ của phê game rồi trở thành quản lý. Mình thì cũng không phải là trôi giạt vào phê game cũng
không bị phân cái công việc không đúng như theo tuyển chọn. Mình thì nhìn thấy cái ứng gọi là gì nhỉ? Tuyển dụng. Ừ, cái tuyển dụng của Fegame là ở trên kênh YouTube. Mình theo dõi Fegame cũng mới gần đây, mới từ tháng 6 ở năm ngoái thôi. Sau đến tầm tháng 10 thì bắt đầu thấy có ghi là muốn tuyển content editor, và nếu bạn có khả năng giọng ghi âm, giọng nói thì có thể gửi vào file cho bọn mình. Thì mình cũng nghĩ là hiện tại mình cũng chẳng làm gì cả, ăn hại ở nhà, chơi điện tử, bố mẹ chửi suốt ngày, thì đi làm cho nó động chân động tay, mình đăng ký vào tuyển. Mình cũng không nghĩ gì nhiều đâu, tại vì bản thân mình là cũng chỉ chơi những cái game indie nhẹ nhàng như kiểu là Paper Please hay là gì nhỉ, Oxenfree, mấy cái game kiểu cứ đi lại nói chuyện vậy thôi. Thì các anh ấy mới mình rất bất ngờ là các anh cũng gọi mình lên văn phòng để nói chuyện và phỏng vấn. Thì cùng với cả bạn Sơn là mình cùng phỏng vấn, mình đến trước bạn Sơn thì bạn Sơn vào sau. Mình kiểu thấy bạn Sơn rất là kiểu có một chân trời kiểu phù hợp hơn mình, ý nào là làm caster Dota này, sau đã có từng kinh nghiệm viết này. Mình cũng rất là lo lắng vì mình cũng chưa được viết về những cái game như thế như là ở Fegame đang làm. Rất may mắn là mình cũng đã được các anh chấp nhận và vẫn đang hiện tại đang làm ở Fegame. Mình thì đúng là còn rất là nhiều thiếu sót, thì nếu mà các bạn cảm thấy có điều gì mà vẫn còn muốn góp ý thì hãy góp ý giúp mình cải thiện hơn. Con đường đến với các channel YouTube game của mình bắt đầu từ năm mình học năm nhất cơ. Đấy là lúc mà mình làm bình luận viên Dota 2 và cả một chút lên mình điện thoại nữa cho cái channel tên là Ignite Studio. Một mình hoạt động trong khoảng một năm, cho đến khi hết nguồn vốn và kênh bắt đầu sập và mỗi người xé đến một nơi. Thì tôi nhanh 3 năm sau đấy thì tức là mình với Hải học chung một lớp. Là mình cũng biết đến Fegame qua Hải luôn. Biết đến Fegame, biết đến Fegame qua Hải luôn. Thì giống như Mi thôi, thì đến đợt tháng 8 năm ngoái là bắt đầu mình thấy bài đăng tuyển dụng của Fegame, bắt đầu mình nộp bài, mình gửi. Rồi được phỏng vấn và trở thành content writer như hiện tại. Đấy là câu chuyện mình ngắn gọn vậy thôi. Không, còn nữa, câu chuyện của Fegame thì vẫn còn hai thành viên nữa mà không xuất hiện ở đây. Đó, một, hai thành viên đều là hai thành viên gọi là mới nhất của Fegame. Đó chính là Trung Editor và Linh Thái, quản lý website. Hai thành viên này vì sao lại gia nhập Fegame? Bởi vì Trung, Linh Thái là quản lý Facebook. Rồi ok, câu chuyện của Trung, chúng ta đến với câu chuyện của Trung. Trung làm ở đâu? Trung đầu tiên là Content Creator, Voice và Editor của Phê Chuyện. Một ngày đẹp trời vào tháng 12 vừa rồi, như các bạn biết đấy, thì Samurai có những câu chuyện của gia đình và đành gác lại đam mê với Phê Chuyện. Thế là Trung không biết phải đi đến bến bờ nào nữa, Trung bơ vơ. Trong những ngày tháng Trung bơ vơ thì Trung vừa trôi dạt cả về phê phim, cả phê game, thì cũng muốn Trung có một công việc gì đó ổn định. Ý là mình cũng muốn Trung có một công việc ổn định nên đặt hàng Trung làm. Và lúc đấy thì Trung bảo thôi, chắc em chỉ làm freelancer thôi, chứ em không gia nhập team phê game đâu. Nhưng biết đâu được đấy, team Fegame lại phát triển quá. Team Fegame phát triển thực sự là mạnh. Thế nên là vào một ngày đẹp trời, Trung lại phải suy nghĩ lại, một lần nữa quỳ xuống và van lạy. Anh vô lý ơi, em có thể làm cùng team Fegame được không ạ? Những câu này chỉ mang tính chất minh họa thôi. Còn sự thật thì nó còn nhiều hơn thế. Đúng, sự thật thì nó còn căng thẳng, nó còn gay cấn hơn thế. Câu chuyện tiếp theo về quản lý Facebook Linh Thái cũng là một người đàn em trong nghề. Linh Thái là một cô bé dễ thương, có tư duy sáng tạo và phong cách nghệ thuật riêng của mình. Thế nhưng câu chuyện của Linh Thái thì như thế này. Linh Thái vốn ban đầu bảo với các anh em, khi mà mình đề cập vấn đề là Linh Thái làm Facebook cho Fegame đi, Linh Thái bảo ôi em bận lắm, em có tận 4 cái Facebook em phải quản lý cơ, em lại còn hay nhức đầu nữa, thế nên em chắc em không làm được đâu. Nhưng vẫn là một ngày đẹp trời,
Vũ đưa cho Linh Thái một quyết định. Em sang làm Phê Game đi. Đó, thế là Linh Thái về Phê Game. Và kể từ ngày Linh Thái về với team Phê Game, Linh Thái chuyên môn đi tạt vào các fanpage hoặc là Facebook khác để chửi dạo. Nói chung là mình chơi game thì cũng nhiều. Như cái tổng kết mình chơi trên nền tảng Switch là chính, thì cái tổng kết như vừa rồi mình đấy có thấy Switch tổng kết cho mình là mình chơi khoảng 800-900 tiếng trong năm. Và nói thật thì mình không nghiện game. Chơi thì để phân tích là chính, và chơi game là vui chơi đó, nhưng mình không nghiện. Ok, next. Thực ra thì một con nghiện nó không bao giờ biết là mình có nghiện hay không. Tự bản thân em thấy là em cũng hơi nghiện rồi. Trung thực, thật sự cảm thấy hơi nghiện rồi. Những cái game mà mình phân tích thì mình có chơi. Hoặc ví dụ những cái game mà cần cốt truyện thì mình vừa chơi, cũng không có nhiều thời gian để chơi hết cái game đấy, nói thật là như thế. Thì một phần là mình cũng sẽ tham khảo ở từ nhiều nguồn, đảm bảo các bạn là nó chính xác. Còn chơi game mình thì phải chơi Liên Minh là nhiều nhất. Có một cái khoảng thời gian mà thực sự mình chỉ có ngồi nhà chơi game thôi, nó cũng hơi đam mê thật sự. Bây giờ thì cũng bớt đi rồi, tại vì phải lên đi làm viết script rồi voice rồi các thứ, nó cũng khá là bận. Mình cũng tém lại trong khoảng tầm 3-4 tiếng gì đấy một ngày chơi Liên Minh. Thì đấy là câu chuyện của mình. Đừng đánh đồng việc nghiện với việc đam mê. Em đang nói nhẹ giảm nói tránh thế, nói nghiện nó hơi nặng ạ. Tại bây giờ mình nghĩ là không, nhưng mà khoảng tầm 3-4 năm trước thì chơi, phải nói là chơi cực kỳ nhiều, giống như Quân nói, một ngày 8-10 tiếng. Anh thì nghiện hay không thì nó còn tùy vào game nữa. Đối với anh thì cái đợt mà chơi Persona 5 ấy thì đúng là kiểu bị nghiện thật. Kiểu chơi mà thâu đêm mấy ngày liền mà kiểu cái cốt truyện nó quá hấp dẫn và mình không thể dứt ra được ấy. Có một cái game mà mình không nghĩ là mình sẽ bị nghiện nó trong năm vừa qua, đấy là Mortal Kombat 11. Mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ chơi được game đấy và mình sẽ chơi giỏi được game đấy, nhưng mà cuối cùng mình kiểu bị cuốn theo, kiểu tại vì Giang chơi và mình lúc nào cũng muốn ta phải kiểu thắng được Giang ấy, nên kiểu anh bị cuốn theo. Và cái năm vừa rồi mà PS4 nó tổng kết cho anh chơi ở Mortal Kombat 11 là hơn 300 tiếng và là cái game anh chơi nhiều nhất trong năm 2019. Những câu hỏi đặt ra là anh đã chơi giỏi game đấy chưa? Bây giờ anh đánh được Giang rồi thì anh nghĩ là giỏi. Mọi người thì cũng trả lời khá là nhiều về câu chuyện là có nghiện game hay không rồi. Thì bây giờ mình sẽ xin phép được trả lời câu hỏi là nếu như mà là content creator mà bị giao cho những cái game mà mình không thích đấy, thì sẽ phải xử lý như nào? Thì cũng thú thật với các bạn là thực ra thì trước giờ Phê Game bọn mình cũng chưa phải động đến những game nào mà kiểu tức là từ cấp trên họ nhanh lý, hoặc là thường ít khi giao game mà bọn mình bắt mình làm. Chủ yếu là bọn mình sẽ viết những cái game mà bọn mình thấy hay, tự cảm nhận mà đã từng tự chơi qua rồi, không nhất thiết phải kiểu dành thêm khoảng thời gian nào đấy đi chơi. Trừ những tựa game mới, mà thường những tựa game mới thì bọn mình cũng sẽ xung phong đi trải nghiệm luôn. Chỉ có một vài trường hợp nhất định là ví dụ như một vài game kinh dị chẳng hạn thì có giao cho Mi là, nhưng mà Mi tự nhận mình là người không thể chơi game kinh dị, chơi được khoảng độ tầm đâu 5 phút đấy gì đấy là thôi đi thay tã rồi. Thế là mình thường là những người mình thường là người gánh game kinh dị cho Mi. Vì một ví dụ đơn giản đấy là game The Beast Inside. Đấy là một trong những game kinh dị mình không thích game kinh dị lắm, mình có thể chơi được nhưng mình không thích lắm, nhưng mà game đấy là mình vẫn phải chơi để mình làm. Nhưng mà thật ra ấy thì cái việc giao game và làm ấy thì cái hồi em chưa làm lead của Phê Game thì em cũng đã từng được giao một cái game và em làm. Đấy chính là Undertale. Nhưng mà phải nói thật là đến khi chơi Undertale để làm cái game đấy để phân tích thì thực sự là mình cảm thấy là game này thực sự là rất hay ấy. 1, 2, 3. Một, hai, ba, chị. Thực ra cái này nó là do mình là người chơi game online nhiều nhất ở trong team. Mà chơi game online ấy thì là sẽ phải gặp những người khác. Mà đặc thù của game online nó đã là toxic rồi.
và tính cách của mình nó lại còn toxic nữa. Đấy, thì nói chung là mình nghĩ là cái đấy ok, mình công nhận là mình cũng khá là toxic. Đấy, thì và mình nghĩ là thôi, mong là các bạn cũng thông cảm cho cái sự toxic của mình. Nếu bạn nào xem video này mà đã lỡ từng bị mình ban thì cho mình thông cảm nhé, nhưng mình không gỡ ban đâu. Anh thì cái đợt khoảng sau khi nghỉ Tết xong ấy, thì lúc đấy là tại vì kênh phát triển với tốc độ rất là chậm ấy, và anh thì cũng không phải là người có thể sống mà không có thu nhập được, nên là anh đã quyết định sau khi nghỉ Tết xin phép Vũ là anh sẽ chỉ làm phê game part time thôi. Còn sau đó thì anh vẫn sẽ có công việc day job, anh vẫn có công việc day job của mình. Đấy thì trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 6 trước khi mà Vô Lý vào ấy, thì anh cũng cố gắng để có thể cân bằng được cái công việc day job với cả công việc phê game của mình. Thì rất may là đến lúc Vô Lý vào thì anh coi như là có người có thể thay mình làm cái công việc quản lý đấy. Thì bây giờ anh chỉ giúp team cái phần làm giọng đọc và viết content. Lên hình thì anh cũng không dám hứa trước, tại vì anh cũng không ở văn phòng phê phim thường xuyên như trước nữa. Nhưng mà nếu mà có dịp thì chắc chắn là vẫn sẽ lên. Nói chung là các bạn yên tâm là mình không đi đâu cả. Nói chung là mình vẫn ở trong team thôi. Tên thật của mình thì trong video livestream cái The Game Awards 2019 thì mình chia sẻ với anh em rồi. Tên thật của mình là Vô Phước Hoài Lý. Cái này chúng ta sẽ đến trở lại một câu chuyện hơi lâu một tí. Đấy là từ thời lúc mình còn học cấp 2 đi. Mình học cấp 2 ở trường Trưng Vương và mình học chuyên toán. Rồi, một là chuyên toán. Bắt đầu nhảy đến cấp 3, vì một sự ma xui quỷ khiến nào đấy thì mình đỗ cả vào chuyên hóa và chuyên tin. Nhưng câu chuyện là chuyên tin thì nó ở Chu Văn An và chuyên hóa thì nó ở Amsterdam. Mà hồi đấy Amsterdam nó ở cái trường Nguyễn Trãi bây giờ, ở chỗ mạn giảng võ cái gì nhỉ? Ở đấy thì cái trường này nó bé quá và nó thực sự là so sánh với Chu Văn An thì nó xấu hơn. Ok, thế là mình chọn vào chuyên tin Chu Văn An. Đấy, hai là mình là chuyên tin. Sau khi học xong chuyên tin Chu Văn An và không hiểu một cái sự ma xui quỷ khiến nào, mình thi vào ngoại giao. Nhưng mà mình học về ngành truyền thông, được chưa? Mình học về truyền thông quốc tế. Nhưng mà vẫn là ở ngoại giao. Sau khi ở ngoại giao ra, không hiểu một sự ma xui quỷ khiến nào, thì đi làm truyền hình. Sau khi đi làm truyền hình, chán quá nghỉ về kinh doanh, bán cây, đúng rồi, đi về bán cây. Bán cây, sau khi bán cây không thành công thì chuyển qua mở cửa hàng bánh. Sau khi làm bánh, đến một cái lúc mà mình cảm thấy mình không phải cảm thấy, đến một cái lúc mà mình rút vốn ra khỏi cửa hàng bánh đấy, thì bây giờ mình đi làm YouTuber. Nói chung khả năng sẽ là không. Câu này bắt đầu từ anh Trường. Chưa. Người lớn tuổi nhất. Chưa. Cũng chưa luôn. Mình thì có rồi. Mình muốn hỏi nhất thì lại chúng ta đây dừng lại ở đây rồi. Chưa. Mình á, cứ cho là chưa đi. Cứ cho là chưa. Mình có rồi ạ. Ôi, tự hào đấy. Mình cũng chưa. Trước khi đến với câu hỏi tiếp theo, thật ra là tí phê game đấy, trong 3 người còn vắng mặt ở đây thì Linh Thái cũng chưa, Trung chưa, và một người đã có vợ. Đây là cân vị kem rồi, cân vị kem. Nó có thể là bất cứ vị gì. Mình sẽ chọc mù mắt của mình rồi mình ăn cân vị kem. Bây giờ kiểu chết đói chết khát lắm rồi, không còn gì ăn, còn hai thứ đấy trước mặt em thì chắc là em sẽ nhắm mắt và ăn kem vị cứ thôi. Tại vì nhìn nó giống đồ ăn nhất rồi, em không ăn thì đống cả. Đấy thì bây giờ mình sẽ bỏ qua vấn đề vị hay không. Mình sẽ nói là kem hay là cứt đấy. Thì nói chung là mình sẽ chọn cái The Lesser Evil thôi, cái kem thôi. Anh ăn kem bị cứt đúng không? Tất nhiên là phải chờ đến lúc nào thích hợp rồi.
Thôi anh chọn ăn kem. Được. Vị cứt. Ừ, vị cứt. Đằng nào cũng không biết nó là cái gì. Thôi thôi, thế đâu, thế đâu. Skip đi, skip đi, skip đi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì đấy? Tưởng bọn tôi là phải ăn kem vị cứt rồi các ông người chọn. Thế ông muốn gì? Thế bây giờ ông muốn gì? Thôi thì bọn mình cũng sẽ chọn ăn kem chứ. Mình bọn mình cứ ăn cứt đâu. Mình không biết là ở đâu ra lại có cái biệt danh ở trường MOOC. Hình như là bắt nguồn từ một cái comment ở trên kênh Instagram của Phê Phim hay sao đấy. Phê Club à? Đấy, xong sau đó thì mọi người kiểu rêu rao khắp nơi. Và bây giờ ai cũng gọi mình là... Hình như bây giờ không ai gọi anh là MOOC nữa đúng không? Nói chung đấy không phải là nghệ danh của mình chứ. Thôi, kia đây. Hải Stark. Tại sao lại là Stark? Tony Stark à? Hải Stark. Stark ở đây không phải là Tony Stark của em của Marvel. Mình rất thích Game of Thrones. Đấy, cho nên là mình lấy tên Stark theo nhà Stark. Kết hợp giữa tên của mình đấy, chứ không phải là Marvel. Mình không thích Marvel tí nào. Chết rồi. Hami. Cắt nhá. Không được cắt nhá. Hami, tại sao tên là Hami? Em đã lấy hình đâu? À, em đã ấy bao giờ đâu? Cứ có tên mà. Tại sao tên em lại là Hami? Tại hồi xưa thật sự kiểu true story gì của em bảo là gì thấy tên Hami nghe rất là thông minh, mẹ em đặt tên em là Hami. Tại sao tên mình lại là vô lý á? Vì rõ ràng tên mình là vô phước hoài lý. Thế rồi cắt đầu cắt đuôi thì nó là vô lý. Đúng không? Easy. Trong một buổi chiều vào năm 2014. Lúc đấy mình vừa tắm xong và mình nghĩ là mình sẽ đổi cái tên trong ngoặc trên Facebook của mình. Và mình vấn đề luôn. Và mình bắt đầu nghĩ là mình sẽ đặt một cái gì đấy nghe nó. Bởi vì hồi đấy là mình xem phim Hàn Quốc rất nhiều. Đó. Thì mình muốn kiểu chuyển cái tên của mình sang nghe nó hơi hàn xẻo một chút. Đấy, thì mình nghĩ một hồi thì mình quyết định là chọn cái tên là Khâu An, còn tên thật của mình là Quân. Đấy, thì đọc nó cũng na ná giống nhau như thế. Thì bây giờ là mình đó, đấy là cái gọi là cái truyền thuyết về cái biệt danh của mình, nó cũng khá là ngớ ngẩn như thế thôi. Nó chỉ là vào một buổi chiều cấp 3 thôi. Nói chung là về câu hỏi này ý, thì mình đây, hai ông này đây thì là có kinh nghiệm với Bloodborne rồi. Anh Trường anh chỉ chơi Bloodborne thôi, còn mình chơi Dark Souls mà. Dark Souls 1, còn mình là mình chơi đủ hết các phần Dark Souls rồi. Trừ mỗi phần Demon Souls thôi. Thì mình nghĩ là với một game kiểu na ná như thế thì mình sẽ quen với cơ chế của nó hơn và mình sẽ hoàn thành có thể nhanh hơn mọi người. Còn hoàn thành kiểu hoàn hảo đến đâu thì chắc là không đâu. Mình không tay to đến mức đấy. Còn về ăn hay nhiều nhất thì không, anh Luân. Anh luôn chơi được Sekiro đấy. Luôn có chơi Sekiro đâu. Đúng rồi, có chơi. Có chơi nhưng bỏ dở nhưng mà vẫn có chơi. Gặp đến cái thằng Shinobi xong rồi, ui anh đâu, khó đánh quá đánh rồi. Khỉ anh à? À, đánh con khỉ đấy. Đánh con khỉ rồi á. Đá điên ép ấy. Ồ thế à? Thì có thể chắc là bạn Mi, tại bạn này bạn toàn chơi game indie nhẹ nhàng tình cảm, chứ chơi mấy game hành động bao giờ. 1, 2, 3. Còn ai trồng khoai đất này? Thực ra thì đấy nó là công việc đúng của game, rõ ràng là mình chơi để hiểu cơ chế của game nó như nào, cập nhật cho các bạn những gọi là thông tin đấy, những cái meta mới nhất về giới esports các thứ đấy, các bạn buộc phải chơi đúng không? Mình có vui vẻ gì đâu. Đấy là lý do lúc mà mình chơi trong giờ làm, mình không bao giờ tính nó vào cái thời gian mà mình chơi trong ngày cả. Đấy là thời gian mình đang làm việc. Mình không hề chơi, mình không hề enjoy. Đấy, mình chơi mà mình cứ cáu gắt thôi, chả vui gì cả. Đấy, rõ ràng là không vui một chút nào. Đấy, thì mình nghĩ là mọi người nên hiểu cho đấy là cái đặc thù công việc của phê game thôi. Còn chơi để giải trí. Còn chơi để giải trí thì mình thú thật là mình không có quá nhiều thời gian. Đừng nghe nghiện trình bày. Có khả năng nếu như phê game có nhiều tiền, được chưa? Bây giờ một cái vé hai chiều đi vào thành phố Hồ Chí Minh cái cho rẻ nhất là của Vietjet đi là đã là 3 triệu rồi. Ôi, mà muốn làm một cái sự kiện trong đấy mình nghĩ là cũng cần phải ít nhất khoảng 4 thành viên.
4 thành viên nhân 3 triệu là 12 triệu. Rồi ở ở đấy khoảng tầm 2 ngày. 2 ngày mỗi ngày khoảng độ 1 triệu nhá. Là 2 triệu. 2 triệu 14 triệu rồi. Tiền ăn uống mất thêm độ cho 4 người khoảng 2 triệu nữa đi. Là 16 triệu. Ui. Ui, nghĩ con số à. Thật ra thì nói chung là sẽ linh donate. Đấy thì nói chung là bọn mình sẽ có đó, và nếu được tưng. Và vừa rồi đó chính là phần Q&A của Phê Game. Nếu các bạn cảm thấy nó hay ho và thú vị, đừng quên nhấn like và share. Còn nếu đây là lần đầu các bạn đến với Phê Game, đừng quên nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Nút chuông thông báo thôi. Mình là Vô Lý, Quang, Anh Trường, Hải Stark, Mi Bé, Sơn và Phòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Luân, Trung và Linh Thái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Q&A khá là dài cũng như khá là dở hơi của bọn mình. Hẹn gặp lại trong những video phân tích hoặc cốt truyện hoặc những video trên Phê Game tiếp theo. Bye bye.